Thưa mẹ con mới về Tiểu bà bảo đi học về rồi đấy à Con mau qua chào hỏi cô hậu hoàng đi Cháu có khỏe không Tiểu bà bảo Em chào anh Tiểu bà bảo Cháu chào cô ạ à. Anh chào nhóc chùm nhé Qua wow, nhóc chùm thật là lấy phép quá đi Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan nha Dạ chưa hết đâu ạ à. Cháu còn biết viết chữ nữa đó Nhóc chùm Xem cháu giỏi chưa kìa Cháu chỉ biết viết tên mình thôi chị ạ à. Con xem đi, em chỉ mới 4 tuổi đầu thôi đó. Ờ, nếu mà viết tên thì con cũng viết được mà. Con thử nha. Em. Ở trên đĩa đang có 5 cái bánh. Giờ cho lên một cái. Vậy là còn 4 cái bánh. Wow, nhóc chùm giỏi quá. Cháu còn biết làm phép trừ sao? Mẹ ơi, phép trừ đơn giản như vậy. Con cũng làm được mà. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên chứ. Nhóc chùm này, em có biết làm phép chia không? 20 chia 2 bằng 10 đó. Còn nữa nhá, em có biết bảng chủ trương không? 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6, 2 x 4 bằng... Đủ rồi tiểu bảo bảo, con đi ra chỗ khác chơi dùm mẹ đi. Mẹ chẳng công bằng gì hết, tính toán mình cũng tính giỏi hơn nó, viết chữ mình cũng viết đẹp hơn nó, vậy mà mẹ không thèm khen mình đến một câu. Có lẽ mẹ hết yêu mình rồi, đã thế mình sẽ bỏ nhà ra đi. Xin chào tiểu bà bảo bảo, cậu định đi đâu à? Mình đã quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà ra đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại muốn bỏ nhà ra đi? Chuyện là như thế này. Tiêu bà bảo, cậu đã lớn rồi, đâu còn là nhóc con 4 tuổi đâu, phải khác chứ? Thiệt là, còn nhỏ thì đã sao chứ? Con nhỏ mà biết nhiều thì mới được khen. Cũng phải ha, ước gì bây giờ mình mới lên 4 tuổi, mình nhất định sẽ trở thành thần đồng cho coi. Cũng không phải là không có cách. Thật sao Doraemon, cậu có bảo bối gì có thể giúp mình đúng không? Đúng vậy, mình có món bảo bối này hay lắm. Máy cải não hoàn đồng. Đây là máy cải não hoàn đồng sao? Đúng vậy, về cái máy này, cậu muốn trẻ ra bao nhiêu tuổi cũng được. Thậm chí, từ một ông già ơi là già, cậu có thể trở thành một đứa trẻ 2-3 tuổi. Điều thú vị nhất là cái men này chỉ làm cho teo nhỏ cơ thể của cậu chứ không làm giảm thể lực và trí óc của cậu đâu. Wow, bảo bối này thật sự là lạ như vậy sao Doraemon? Chỉ còn gì nữa, nó còn áp dụng cho tất cả các đội tủ luôn, cậu dùng thử đi. Vậy thì tuyệt vời quá. Bây giờ cậu muốn trở lại bao nhiêu tuổi? Mình muốn trở về 54 tuổi. Trở về 54 tuổi, bắt đầu nào. Hả? Sao người mình trở nên bé xíu vậy? À, đúng rồi, mình đã trở về 54 tuổi rồi, hay quá. Phải rồi, phải rồi, mình vẫn còn nhớ chỗ này. Đây là nơi bọn trẻ con trong xóm mình, ngày xưa hay chơi đùa đây mà. Wow, thích quá đi mất. Này, này, tiểu bảo bảo, cậu đã làm cái gì ở đó vậy? Tụi mình đang chơi trốn tìm mà, sao cậu không đi tìm? Đúng rồi đó, cậu chơi kỳ quá đi, tiểu bảo bảo. Các cậu là khá bảnh, tam mau và thân Nguyên đúng không? Wow, sao nhỏ xíu vậy? Nhìn thiệt là dễ thương quá đi. Cậu nói cái gì vậy hả tiểu bảo bảo? Ai nhỏ xíu? Cậu dám coi thường mình hả? Ơ, ờ, phải rồi na. Từ nhỏ thì khá bảnh đã ăn hiếp mình rồi. Khá bảnh, cậu ăn hiếp bạn bè như vậy là xấu lắm đó. Còn thơ Nguyễn thì lúc nào cũng như một lưỡi anh hùng ra tay bảo vệ cho mình. Để con gái bảo vệ kìa, leo leo leo. Thì ra từ nhỏ mình đã hay bị trêu chọc rồi. Sao không có ấn tượng gì hết Các cậu ơi Hay là bây giờ bọn mình chơi trò gì khác đi ha Chơi trò đi học được đó Vậy thì Mình sẽ là cô giáo nhá Mình là thầy giáo mới đúng chứ Mình làm thầy giáo Bởi vì mình đã biết chữ rồi đây nè Mình cũng biết viết chữ rồi đó nhá Mình cũng biết viết Mình sẽ làm thầy giáo Được rồi Vậy thì mình thử đi xem ai viết chữ đẹp hơn Tam Mao Thơ Nguyễn khá bảnh tiểu bảo bảo qua wow, tiểu bảo bảo cậu đã biết viết chữ rồi sao tiểu bảo bảo đâu có biết viết chữ đâu mấy chữ này viết lung tung không có ý nghĩa gì hết mình thực sự biết viết chữ rồi mà cậu nói sao nói sao đúng vậy chưa ăn gian để mình hỏi thử người lớn xem cậu ấy viết như vậy có đúng không nhá ba người bác hả Tất cả những chữ này đều là do cháu viết hả cho bé? Dạ, đúng vậy ạ. À. Bác ơi, chữ đó có phải là tiểu bảo bảo không? Đúng đó cháu, mà còn là viết rất đẹp nữa. Tiểu bảo bảo lừa đảo, cậu làm sao mà biết chữ được chứ? Đúng vậy, tụi mình cho nó ăn đòn, bắt nó phải khai ra, nó đã ăn gian như thế nào? Hay à! Hú hú, đau quá, cậu nhớ đó, Tụi mình sẽ về vách mẹ cho coi, hu 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 thằng bé tiểu bà bảo nhà mình lại bị ăn hiếp nữa rồi, con cũng nghĩ như vậy, tiếng khóc của nó và khắp cả xóm luôn, nín đi con, đừng khóc nữa, con là con trai mà, để bà xem cục cưng của bà nào, có bị gì không nào, bác ơi, tiểu bà bảo đâu có khóc, là hai bạn này nè, hả, chính tiểu bà bảo đã đánh hai cậu ấy khóc đó bác Hả Thật không tiểu bảo bảo Con đánh bạn hả Con đâu có đánh hai cậu ấy đâu Con chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà <laughs> Tiểu bảo bảo à Từ giờ con không được ăn hiếp bạn nữa nhé chưa Dạ Nhưng sao lại có chuyện vô lý như vậy được ha Tiểu bảo bảo Như vậy mời đúng mặt nam nhi chứ Dạ chào chị Tôi là người ở Viện Nghiên cứu Tài Lăng Dạ, chào anh Nhưng sao người ở Viện Nghiên cứu Sao lại tìm tôi chứ Con chị mới có 4 tuổi Mà đã có thể viết được chữ rất đẹp Chứng tỏ rằng thằng bé có một tài năng thiên bẩm Nếu để thằng bé theo tôi Nhất định thằng bé sẽ tỏa sáng à, Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi Thằng bé tiểu bảo bảo nhà tôi Đâu có biết viết chữ chứ Hả Mẹ ơi, con có thể viết được nhiều chữ lắm đó mẹ ạ Hả Tiểu Bảo Bảo viết được chữ thật sao? Thằng bé học chữ từ khi nào vậy? Giờ chúng ta thử cái này xem cháu có biết không nhé Bên này có 3 trái táo Và bên này bác có 4 trái chuối Hỏi cháu có bao nhiêu trái cây? Dạ có 7 trái Giỏi quá 2 x 1 bằng 2 2 x 2 bằng 4 2 x 3 bằng 6 2 x 4 bằng 8 2 x 5 bằng 10 Đó là bảng cửu chương mà Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ Tiểu Bảo Bảo Giỏi quá Hoan hô Tiểu Bảo Bảo Gia đình chị có một đứa con thật là xuất chúng, nếu chúng ta biết bồi dưỡng ngay từ bây giờ thì trong tương lai chắc chắn thằng bé sẽ trở thành người quan trọng đối với đất nước. Được vậy thì vinh hạnh quá. Năng lực của cháu bây giờ tương đương với trình độ của tiểu học. Điều đó là đương nhiên rồi. Theo nhận định chuyên môn của tôi thì cháu có thể vào thẳng lớp 2. Hả? Nhưng thực tế mình đã học tới lớp 5 rồi mà. Hả? Em nói có thật không? Thật chứ anh, chính miệng ông tiến sĩ đã nói Con trai của mình chính là thần đồng Tiểu bảo bảo của ba lợi hại quá Tiểu bảo bảo của ba giỏi như vậy Ba quả thật là rất vui Chắc chắn sau này Tiểu bảo bảo sẽ làm chức cao lắm đây Có khi trở thành tiến sĩ cũng không chừng Tiểu bảo bảo à Con giỏi lắm Được làm thần đồng Quả thật là sướng thật luôn đó Cha tiểu bảo bảo Nào Doraemon sao thế nào tiểu bà bảo cậu chơi như vậy đã đủ rồi tụi mình mong trở về hiện tại đi hả phải về rồi sao không về có được không cậu không thấy mọi người đang rất tự hào về mình hả mình quyết định rồi mình sẽ ở lại đây luôn là một thiên tài cậu đừng ham chơi nữa được không ham chơi cái gì chứ bây giờ mình đang là một thiên tài tương lai sẽ là một người đức cao vọng trọng không có chuyện đó đâu tiểu bà bảo rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi mà Cậu đừng hòng mà gạt mình Mình không có gạt Mình nói sự thật thôi mà Thôi được rồi Nếu cậu không tin thì cậu tự xem đi TV thời gian TV này sẽ cho cậu xem trước tương lai của chính mình Chúng ta bắt đầu xem từ năm lớp 1 nhé Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra Đầu tiên là thơ Nguyễn Bài làm của em rất tốt Em hãy cố gắng thêm nha Tiểu bảo bảo Dạ có em Lần này em lại được 10 điểm nữa rồi Thiệt là ngại quá đi à Mẹ ơi Mẹ không coi bài kiểm tra của con à Không cần đâu Mẹ cũng biết con được điểm 10 mà Con ra ngoài chơi một nát nha Tiểu bà bảo Con không ôn bài à Con là thần đồng mà Không cần ôn bài cũng được điểm cao rồi <laughs> Phải rồi ha Mẹ quên mất qua wow, công nhận mình hại ghê nha Như vậy thì tốt quá rồi bây giờ chúng ta vẫn nên xem cậu ở 5 lớp 4 nhé tiểu vào bảo con là ăn trứng rỗng nữa hả con học hành cái kiểu gì đó mau nói cho mày nghe đi hả không phải vậy chứ sao mọi chuyện là như vậy được thì tất cả là do tính nghỉ lại của cậu chứ còn cái gì nữa căn bản kiến thức của cậu chỉ ở lớp 2 thôi với vốn kiến thức có trước cậu được xem nào thần đồng nhưng khi lên lớp cao hơn do không chịu học bài nên cậu bị thụt lại và thua kém các bạn khác Tất cả là tại chúng ta không quan tâm tới nó. Nói tại em, em tưởng con là thần đồng nên không quan tâm gì tới con. Ba ơi, mẹ ơi. Sau khi xem xong, chắc cậu đã hiểu ra rồi đúng không? Mình hiểu rồi, mình không xem nữa đâu, mau trở lại như cũ đi. Cậu đã trở về hiện tại rồi đấy. Nếu không chịu nỗ lực thì cậu sẽ không bao giờ thành công được đâu. Mình hiểu rồi. Mình sao bài liền đây Tốt lắm Bây giờ mình phải trở về rồi Hãy cố lên tiểu bảo bảo Sau đó mình học hành chăm chỉ Và ngày càng tiến bộ Mọi người cũng càng ngày càng yêu quý mình hơn Các bạn cũng vậy nhé Hãy cố gắng chăm chỉ học hành Để có thể trở thành một thần đồng Câu hỏi dành cho các bạn khán giả Tiểu bảo bảo đã dùng máy cải la hoàn đồng Quay lại năm bao nhiêu tuổi Đáp án A 3 tuổi Đáp án B 4 tuổi Đáp án C 5 tuổi và đáp án D 6 tuổi. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau.